Hiện tại thì toàn bộ các chứng từ sổ sách của công ty mình chưa biết cách sắp xếp, lưu giữ cũng như kiểm soát toàn bộ các chứng từ và thường hay bị thất lạc và bị mất hóa đơn. Trong báo cáo thì mình chưa biết cách cân đối báo cáo, đối chiếu các số liệu chi tiết tổng hợp và thường hay bị rối khi điều chỉnh tờ khai thuế nhiều lần. Các thông tư nghị định về luật kế toán thay đổi nhiều nên đôi khi mình cũng rất là hoang mang. Nhiều lúc luật cũ chưa kịp cập nhật mà luật mới thì cũng đã ra rồi. Những cái lúc như vậy thì mình có hỏi bạn bè hay là đồng nghiệp nhưng mà không ai biết cả. Mỗi lần thấy học hỏi khi kiểm tra thuế thì mình đi dồn rất là nhiều công việc, là lương thưởng, là sổ sách, rồi các cái tờ bổ sung. Chính vì thế mình nhiều lúc phải mang công việc đấy về làm thêm vào buổi tối này, hoặc là những ngày cuối tuần. Đúng ra mình được nghỉ thì về vẫn phải làm để hoàn thành xong công việc. Sau khi học khóa học này, mình đã được hiểu rõ hơn về nghiệp vụ kế toán. Mình được tiếp xúc với chứng từ sống, từ đó mình có thể lập được báo cáo tài chính, điều chỉnh cân đối thuế giá trị gia tăng cũng như lập và điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân. Mình thấy khóa học này cần thiết cho mọi kế toán. Nếu các trung tâm khác thường giới hạn về số buổi học thì ở đây mình được học không giới hạn. Học thực sự cho đến khi thành thạo công việc thì thôi. Và đặc biệt là giáo viên thì có liên hệ với mình để sắp xếp về thời gian học. Do đó mình có thể chủ động về thời gian và công việc của mình trong suốt quá trình học. Khi mình được tiếp xúc với giảng viên là các trường thì mình được tiếp thu thêm nhiều kiến thức này, kỹ năng này, và còn có thêm kinh nghiệm xử lý các phát sinh thực tế.